Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì cái video ngày hôm qua hôm kia gì đó thì Vũ đã có giới thiệu cho các bạn một cái chạm sạc, một cái pin dự phòng dành cho những khách hàng mà chơi những cái loa mà công suất lớn, ví dụ như RO 8 hay RO 16 hay là những cái con loa di động hay là LD System rồi EV 30M, ví dụ như vậy. Thì các bạn sẽ cần có một cái cục pin để chạm sạc. Thì về thời gian và dung lượng thì Vũ cũng đã chia sẻ rồi, khi mà các bạn karaoke với những con size, với con mini 500W như thế này á, thì các bạn sẽ thời lượng karaoke các bạn lên được từ 2 đến cho đến 3 tiếng, và nếu mà nghe nhạc dưới 100 dB các bạn sẽ nghe được trên 5 tiếng đó. Thì để mà có tối ưu hơn thì với lại nó linh hoạt cho những khách hàng thì mình giới thiệu luôn, tại vì nó là một cái combo. Thì ở đây Vũ đang có một cái sản phẩm để cho khách hàng mà có nhu cầu sử dụng nhiều á, thì những lúc mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ biết là chúng ta nên mua thêm cái gì. Thì ở đây Vũ có một cái tấm sạc với công suất là 120W, nó là di động, nó rất là nhẹ nha các bạn. Và Vũ sẽ review cái này cho các bạn xem, và Vũ sẽ test cái con này cho các bạn xem coi nó sạc như thế nào. Thì đối với những khách hàng ví dụ đang chơi karaoke 3 ống tiếng, nhưng mà nếu vô tình chúng ta chơi vào ban ngày á, thì các bạn có thể sạc thêm cũng như là vừa sạc vừa xài, thì nó sẽ kéo được cái thời gian chơi của các bạn, dù là chúng ta đang sở hữu một cái size rất là nhỏ, thì nó sẽ kéo thêm được cái thời gian chơi cho các bạn lâu hơn, chơi thoải mái hơn, karaoke kéo lên 3 đến 4 tiếng gì đó. Đó các bạn ha. Ok, bây giờ thì Vũ sẽ cùng mọi người review đập hộp cái con này. Đây, mình đi ra ngoài luôn đi ha. Đây, để Vũ đi ra ngoài review cho các bạn luôn. Rồi, cameraman quay từ từ trong ra. Rồi, ok. Các bạn có thể thấy là ở ngoài hôm nay nó rất là nắng nè. Chút nữa Vũ sẽ để cái máy trên này, Vũ sẽ để cái tấm ở trên đó để cho các bạn xem nó sạc vô nó như thế nào. Và Vũ tạm thời Vũ để trên xe của mấy bạn đi. Đấy, đó, ok. Rồi, cái con chạm sạc này tạm thời Vũ để đây đi nha. Rồi ví dụ bây giờ Vũ sẽ review cái đập hộp cái con này cho các bạn coi. Đấy, thứ nhất là cái con này không phải là ở trên thị trường, không phải là con nào nó cũng chất lượng nha các bạn. Thì ở đây Vũ mở ra để cho các bạn coi được cái độ chất lượng của cái thương hiệu mà Vũ giới thiệu cho các bạn, cái Zotac này nè, để các bạn có thể nhìn sâu hơn. Ở đây là tấm sạc và tay tấm di động, nó rất là nhỏ gọn. Và đây các bạn thấy, nhìn nó mở ra thôi các bạn thấy đáng đồng tiền chưa. Cái tấm sạc này cũng vài triệu các bạn. Đó, đó, nó di động, nó giống như một cái táp ba lô vali vậy đó. Đó, rất là chắc chắn. Đó, cameraman thể quay cận cảnh. Đây, Zotac. Thì cái này Vũ bán âm thanh, thì cái này chỉ là giới thiệu cho những khách hàng có nhu cầu mà các bạn biết đến á, bạn cần á, thì các bạn có thể tìm để Thiên Vũ có thể tư vấn cho các bạn thôi. Còn chủ yếu là loa với là cái chạm sạc là quan trọng để cho có nhu cầu của các bạn. Đấy, từ cái vỏ ngoài nhìn độ hoàn thiện nó làm rất là uy tín. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Rất là, còn cái này là cái miếng dán á, khi mà chúng ta để lật qua nè, Vũ chỉ cho. Đó, xé ra thì chúng ta để thế này nè, để lát nữa mình chống cái chạm sạc đó đó. Đó, đây Vũ lấy thử cho các bạn nha. Đó, nhìn sản phẩm, nhìn cái độ hoàn thiện đó, biết chất lượng rồi. Rồi, để cách mà mở đó, chúng ta để thế này. Đấy, mở hai cái này ra. Mở ra. Đó, đây là nó có một cái phiếu của hãng. Đấy, 120W. Với cái khả năng sạc của cái con này các bạn, là cái khả năng sạc nó nhanh hơn so với điện lưới nha các bạn. Đó, có những cái bảng là 150W, 200W, thì khách hàng nào muốn sạc nhanh nữa thì chúng ta cứ đầu tư vô. Đó, mà kích thước nó cũng vẫn như vậy. Đó, nó là 48 như thế này. Đây, rồi ở trong cái phần này thì nó sẽ cho khách hàng ở dây nhờ sẵn hết, các bạn không làm gì, các bạn chỉ đi xách vào mở ra là xong rồi. Đấy, đây cameraman thôi, đây hãng nó cho này đồ mới 100% luôn, review vậy cho nó thật. Đó. Rồi ok, thật ra con này Vũ mua về Vũ xài luôn các bạn, nên sẵn review cho các bạn để đi chơi hay là quay clip gì đó mình bỏ đây nè. Đấy, con này Vũ mua Vũ xài, nhưng mà sẵn tiện quay cho các bạn review luôn, để có nhu cầu giống Vũ thì các bạn xài. Nó cho mình rất là nhiều cái cục chuyển nó hỗ trợ, ngoài việc sạc cái chạm ra, các bạn sạc điện thoại hay sạc những cái thứ khác nó hỗ trợ hết, đầy đủ hết. Đó, và đây là cái dây chuyển nè, các bạn có thể vứt cái đầu ra cắm vào để chuyển. Đó, làm sao nó tương thích với những cái thiết bị của ngoại vi của các bạn. Trong đây nó có thêm những cái bộ chuyển thế này nữa nè. Đó, các bạn có thể linh hoạt. Đó, đây nối vô, rất là đa năng nha các bạn ha. Đó, rồi nhìn nó rất là chất lượng các bạn. Rồi giờ Vũ xả sợi dây ra đi, các bạn chờ Vũ một tí xíu.
không biết là chạm sạc này nó sẽ như thế nào để Vũ coi. Rồi Vũ để ra đây nha, coi để con này nó vừa con nào, nó có vừa, để coi nó có vừa trực tiếp không. Nếu vừa, nếu mà con nào mà nó vừa trực tiếp giống như nè là nó không vừa nè các bạn. Đó, input nè, nó không vừa nè các bạn thấy không, input nó không vừa đúng không, thì cầu Vũ cần phải chuyển qua đầu này hoặc là sử dụng qua đầu này. Không vừa nè, không vừa nè, không vừa nè, đó vừa nè. Ok rồi, Vũ lấy con này ra vậy thôi, ngắn nhỏ gọn vậy thôi. Thế các bạn chạy liền nha, mà trong khi ở đây chưa nắng nha các bạn, khi mà mình cắm vào nó đã chạy pin rồi nhưng mà nó chưa nắng nè các bạn. Để cho bạn thấy chưa, là chưa có hồi nắng nha. Rồi chút nữa mình sẽ ra nắng, nó sẽ hiện được cái watt ra đây. Cameraman có thể quay về cho khách hàng có thể hiểu hơn. Đây nó chỉ đang không có nắng, nó chỉ một watt thôi. Bây giờ mình sẽ đưa ra nắng xem sao nha, có lên được nha. Rồi để Vũ, các bạn chờ Vũ xíu, cất này đã. Nói chung là đồ này rất rất là xịn các bạn, xài đồ xịn này nó khỏe, đỡ phải lăn tăn. Để Vũ mới cất mấy phụ kiện vô. Nó quay thực tế cho các bạn coi luôn, giới thiệu sản phẩm thì nó phải đi thật với cái độ chất lượng, là bỏ nó qua quên đi. Đó. Rồi. Ok, xong. Vũ để cái này ở đây. Đó, tạm thời để đây. Rồi. Rồi cái này mình có thể đóng lại nha các bạn. Cái này nè các bạn, mình để đây này, nếu mà chúng tùy người kỹ thôi, chúng ta đóng lại để chừa sợi dây thôi. Đó. Đó, ok chưa? Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy Vũ thấy làm không? Rồi xong. Cầm lại rồi đi. Đấy. Đó. Ok chưa các bạn? Đó. Rồi cái dây này đem vô cắm sạc. Mở ra luôn. Đó. Được chưa? Rồi Vũ cắm sạc nè. Đó. Bắt đầu watt nó chạy lên là 35, 36, 37. Các bạn để tí tùy theo mức độ nắng nó lên từ từ các bạn. Thì cái tấm sạc này á, nó hỗ trợ các bạn lên tận tới 120W lận nha. Đó, tùy theo cái cường độ nắng nữa. Đó. Bạn thấy chưa? Thấy không? Cameraman thấy không? Cameraman. Nó hơi chói cho chói ánh sáng một xíu. Đó. Đó. Ok. Rồi. Ở đây là nắng, chờ đây đúng không các bạn, mình sẽ làm thử đây nè. Sang ơi, em cầm máy bỏ xuống đất giùm anh đi. Rồi. Ra nữa, ra cái máy, kêu máy nó dày ngắn quá. Rồi. Đó, ngon lành. Ừ. Không thấy đường luôn. Vì hơi chói sáng đúng không? Đó các bạn ơi, nó lên 5 mấy nè các bạn. Nó lên 6 mấy rồi nè. Đó. Đó, thì các bạn tùy thuộc vào cái cường độ nắng thì nó sẽ lên cái watt nha. Đó. Rồi, ok. Rồi khi mà không sạc nữa thì chúng ta sẽ rút ra. Rồi. Đấy. Gấp lại. Cái phần mà để sạc này là khi mà các bạn mà gấp lại á, là cái này tự động, nó tự động giật lại à. Tại vì này ra nó có cái thun nè. Đó. Nó có thun nè. Đó. Xong nó dính vô đây luôn rồi. Rất là tiện. Rồi xong. Úp nó lại. Thả xuống đất. Lắm này lại. Ráp. Ráp xong, dây điện mở ra cuốn lại, quá chi là đơn giản đúng không các bạn. Rồi vậy là xong rồi các bạn ha.
đó, tại vì Vũ xài nên Vũ mở ra Vũ xài luôn. Đó. Đó, ok chưa? Đó, thấy chưa? Xịn không? Rồi, xong. Đi vô. Đi vô review tiếp. Ở ngoài nóng quá. Ô. À. Đây. Vô máy lạnh á. Nó phơi thiệt. Đó. Vậy này những cái bộ như thế này á, Vũ giới thiệu các bạn để những khách hàng mà có nhu cầu muốn đi chơi thì có thể tận dụng những cái bộ này để mình đi chơi. Còn về logo, về độ build sản phẩm rất là xịn các bạn. Cameraman quay cận cameraman. Nó có những cái móc treo nè các bạn, nó có dây treo các bạn có thể treo lên luôn, không cần, nói chung là đa dạng lắm để chúng ta để. Đấy. Nhìn chắc chắn và nó chống nước luôn nha các bạn. Đây. Để cho cameraman quay cận cảnh. Đấy, logo thương hiệu nè, để các bạn thấy chưa? Đó, nó chỉ hướng dẫn nè, maximum của con này nè được 120W nè. Mua đồ của nó nè, in nè. Các bạn thấy không, khi mà chúng ta xài những hàng chính hãng từ mọi thứ, cái độ hoàn thiện từ nét chữ in mọi này, cái này là gọi in lụa các bạn. Đó, nó hướng dẫn cho chúng ta xài nè. Rồi. Vụ mở ra cho các bạn coi bên trong có tấm. Rồi, cameraman coi cái tấm nè. Tấm này là tấm chống nước luôn nha các bạn. Nên các bạn cũng không có lo gì hết. Nhìn cái độ phủ, nó phủ một lớp này nè. Đó, chỉnh ra gần ngoài. Tại vì ở đó nãy các bạn thấy mình để không? Khi mình để như vậy đó là cường độ nắng á, là nó chưa làm nóng cái tấm này. Khi mà càng nắng như vậy các bạn để càng lâu ở ngoài thì cái mức độ nóng của nó sẽ tăng trưởng lên và nó sẽ hấp thu được nhiệt và nó sẽ chuyển thành tải điện qua cho cái cục pin dự phòng của các bạn, cái cục chạm sạc đó. Ok, như vậy là hôm nay Vũ có một cái video ngắn để giới thiệu cho những khách hàng. Thật ra cái những sản phẩm thế này là có một số năm ngoái khách hàng cũng hay hỏi Vũ nhưng mà Vũ chưa có bán, cũng như là chơi. Nói chung là cái đây là những cái nhu cầu thiết thực mà khách hàng cần, những khách hàng đi chơi, đi du lịch, đi đây đó, ngoài việc là chơi với lo thì nó còn luôn về cả tủ lạnh, ba cái tivi hay máy chiếu đồ mini để đi camping á, du lịch á đó, thì nó sẽ rất là phù hợp. Thì năm nay mình tìm ra được cái hãng này, chất lượng rồi thương hiệu cho đến độ build sản phẩm, cái độ chất lượng cũng như là cái cường độ pin ra vào nó rất là đúng với lại thông số, thì có thể giới thiệu cho các bạn để các bạn biết thêm một sản phẩm chất lượng mà các bạn biết cái sản phẩm mà nào mà mình nên mua. Ok, xin chào các bạn trong những video lần sau. Nếu có gì hay Vũ sẽ làm video thêm cho các bạn cùng xem. Bye bye.